bao nhiêu đã xin mình thành đã ngay ra đi vì dáng đẹp. Và đêm nay một đêm sáng hương nghe thơ cùng bước em rực cháy lên dàn dỡ kia. Đêm nay bao nhiêu đã xin mình thành đã ngay ra đi vì dáng đẹp. Vui trăm năm của Lập và Linh. Diệu kỳ thay chỉ có ở Việt Nam ta đó. Vừa hoàn thành xong một số lượng công việc khổng lồ, Lập lại trở về đây. Linh lại xếp toàn bộ công việc lại, cài trên đầu hoa thắm. Chúng ta lại vào phòng cưới tìm nhau. Đó là lý do buổi hôn lễ ngày hôm nay. Trải qua những năm tháng dài tìm hiểu, được sự giúp đỡ của cơ quan đoàn thể và hai gia đình, đến hôm nay Lộc và Đinh là ngày vui trọn vẹn. Thay mặt họ nhà trai thì chúng tôi cũng xin có vài lời như này. Điều trước tiên là cảm ơn các cụ họ nhà gái đã bớt chút thời gian đưa cháu Linh về nhà chồng. Đấy là thay mặt họ nhà trai, chúng tôi thấy là cái điều này là rất là phấn khởi, vui vẻ, cũng là niềm vui chung của hai họ chúng ta. Thế còn sự có mặt hiện diện của bà ngoại của cháu Linh cũng là niềm động viên hai họ rất lớn, và cũng là niềm động viên giữa hai cháu. Đấy là tôi cũng đề nghị. Thế còn có các ông bà của cháu, bố của cháu và các cô dì của cháu Linh cũng có mặt trong buổi hôm nay. Thế còn về phía họ nhà trai thì tôi xin giới thiệu là có ông trẻ của cháu, cô dì chú bác và ông Tự là thân sinh ra cháu Lộc, cũng là có mặt trong buổi hôn lễ ngày nay cùng cô dì chú bác và toàn thể các bạn nam nữ thanh niên. Thì chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thì tiếp theo đây thì chúng tôi xin
mời các cụ bà xơi dầu, các cụ ông xơi thuốc, còn các bạn nam nữ thanh niên cứ nhìn nhau mà say đắm. Và quan bên này họ kính thưa các vị đại biểu đại diện của các cơ quan ban ngành và đoàn thể, kính thưa các vị khách quý của hai gia đình và hai chồng, hôm nay hai gia đình chúng tôi vô cùng vinh dự và biết ơn các cụ, các ông, các bà ban bên này họ và các vị đại biểu, vị khách quý đã dành chút thời giờ vàng ngọc để đến dự chứng kiến buổi lễ thành hôn hai cháu, xây dựng hạnh phúc cho hai cháu và hai gia đình. Thì tôi đại diện cho gia đình họ, nhà trai, xin có lời đa tạ cảm ơn tấm lòng của các bà và các thế thì cũng thay mặt cho toàn thể gia đình họ hàng nhà gái, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tiếp đón rất là nồng hậu của bên nhà trai. Biết được nơi ăn chốn ở của cháu Linh và cháu Lập sau này, chúng tôi cũng hoàn toàn yên tâm về cái đời sinh sống cũng như là gia cảnh của hai cháu tới, và chúng tôi cũng không có gì nói nhiều hơn, tức là cảm ơn và cũng đề nghị là bên gia đình nhà gái nhà trai là luôn luôn theo dõi và dạy bảo cháu Linh. Lúc đấy là chưa có mẹ chồng, cho nên là tôi cũng đã phát biểu lúc đấy rồi, nhưng bây giờ là có mẹ chồng thì cũng gửi gắm cô cháu Linh cho bên gia đình nhà bác, làm sao mà dạy dỗ cháu ngày càng tốt hơn và để cháu có thể đảm nhiệm một cái cuộc sống sau này thật hạnh phúc. Xin hết ạ. Thì tôi thì cũng thay mặt ban tổ chức thì cái điều đầu tiên thì chúc tặng hai họ và các cụ, các ông, các bà là sang năm mới là nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và gặp nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Thế còn chúc hai cháu là khỏe mãi không bao giờ yếu và vui mãi không bao giờ buồn. Yêu nhau thì yêu nhau mãi mãi và mãi mãi sẽ yêu nhau. Ban tổ chức cũng vậy. Vâng. Thế thì sau đây thì cũng là công việc thì nó cũng gấp quá, có thời gian thì cũng qua. Thế bây giờ là mời các cụ, các ông, các bà sẽ gửi thăm tặng lòng của cháu dâu và cô dâu, chú rể. Để cho cháu vâng. Sau. Thế trong lúc các cụ chuẩn bị thì hai cháu sẽ làm lễ ra tiết. Sau đây tôi xin giới thiệu là bố mẹ của chú rể có một cái món quà để làm vốn cho con gái. Thế hôm nay thì nhân ngày vui trăm năm của Lập và Linh. Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta ngần bao âu yếm trong những năm vừa qua. Xin hứa
giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm thank you.
tôi thay mặt ban tổ chức xin được gửi tới tất cả các quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành nhất. À, kính thưa tất cả các quý vị, mùa xuân là của tình yêu, mùa xuân là của mọi điều ước mơ. Vâng, khi cánh én trao cánh nghiêng mình trên bầu trời xanh thẳm, khi hoa đào rực thắm, hoa lê hoa mận nở trắng cành, đất nước phô màu xanh thì mầm tương lai và hoa hạnh phúc lứa đôi cũng đua nhau hé nở. Và ngày hôm nay, sau 6 năm quen biết và tìm hiểu, các bạn trẻ Huy Lập Trà Linh đã thực sự tìm cho mình được bến bờ của hạnh phúc. Ngay bây giờ, xin kính mời tất cả các quý vị, chúng ta cùng hướng về phía sân khấu để cùng chứng kiến và chúc mừng cho lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Huy Lập và Trà Linh. Ngay bây giờ, xin kính mời tất cả các quý vị, chúng ta cùng chào đón song thân của hai gia đình. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tự và Nguyễn Thị Hạnh là song thân của chú rể Huy Lập. Ông Trần Ngọc Hiệp và Nguyễn Thị Mai là song thân của cô dâu Trà Linh. Ngay bây giờ họ sẽ cùng nhau lên sân khấu để ra mắt tất cả các quý vị khách quý. Chúng ta cùng đồng nhiệt chào mừng họ. Cầu không thêm gì cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Vâng, hôm nay tình yêu mặt đồng ấy của đôi bạn trẻ Huy Lập Trà Linh đã thực sự được thăng hoa cho niềm hạnh phúc dâng trào như bất tận. Ngay bây giờ xin kính mời tất cả các quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng cho đôi bạn trẻ cặp đôi hoàn hảo Huy Lập và Trà Linh. Tiến lên sân khấu, đó chính là đôi bạn trẻ đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất trong một đêm ngày.